Trở lại với tin tức trong nước, tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, hàng chục hộ dân thì đang sống trong lo lắng bởi nhà cửa có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào do chiều cường. Di rời thì không có tiền, mà ở lại thì không biết ngày mai sẽ thế nào. Ông Bốn bỏ cả công ăn việc làm. Nhiều ngày qua, ông túc trực ở nhà, phòng khi sóng lớn bủa vào nhà thì vội vàng dọn đồ đạc đi nơi khác. Đầu năm nay, căn nhà của ông Bốn từng bị triều cường đánh sập một phần. Không còn nơi ở, ông buộc phải sửa lại nhà. Nhà vừa sửa xong thì lúc này lại tiếp tục hứng chịu triều cường. Trong căn nhà chẳng còn nơi nào yên ổn, chỗ ngã lưng gói gọn trên chiếc võng. Bây giờ nó quấn vừa rậu tràn vô trong nhà luôn, là nó sập rồi, sóng nó quấn mồi cát ra, cái nó trống chân nó sập. Theo phản ánh của người dân, có đến 64 hộ gia đình ở khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cùng chung cảnh phập phòng lo sợ. Từ tháng 12 này đến tháng 3 năm sau, theo người dân, vùng biển này thường xuyên hứng chịu những đợt sóng to kết hợp triều cường. Sóng ăn sâu vào bờ từ 10 đến 20 mét so với mùa biển êm. Cột sóng đánh cao từ 4 đến 5 mét. Gió lên mà sóng bự nước lớn, trà nó phủ trong nhà luôn, không có chỗ em chỗ ngủ luôn. 10 căn nhà và một trại tôm giống đã bị sập trong đợt triều cường hồi đầu năm nay. Nhiều người không dám thu dọn vì sợ ảnh hưởng phần nhà còn lại, nơi mà cả gia đình dồn hết mọi sinh hoạt vào đây. Ở đang ngủ cái nghi sóng đập vô là phải giật mình dậy ra dòm, tại vì nằm nhà trên này sợ nó sập đột ngột á. Đây là những cái điểm mà ngoài khả năng xử lý của địa phương. Địa phương thì chỉ xử lý được một cái phần nhỏ. Tỉnh cũng mong muốn và đề nghị chính phủ, các bộ ngành trung ương là tiếp tục dành cái nguồn vốn cho các cái tỉnh khu vực ven biển Nam Trung Bộ nói chung mà hay xảy ra triều cường sạt lở để cân đối xử lý các cái điểm này. Mong mỏi chung của người dân là sớm triển khai xây kè chống sạt lở. Nếu không thì cả chiều dài bờ biển 600 mét tiếp tục bị triều cường xâm thực. Gắn liền với đoạn bờ biển này là cả khu dân cư Ninh Chữ 1. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, đợt mưa lũ vừa qua thì đã khiến cho hạ tầng giao thông các huyện miền núi của tỉnh này hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường độc đạo kết nối các địa phương bị sạt lở nhưng chưa được khắc phục, khiến cho việc lưu thông của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Những khối bê tông, cây cối bị cuốn trôi ra giữa dòng sông. Những hàm ếch khoét sâu vào lòng đất. Cơn lũ vừa qua đã gây sạt ta luy âm, khiến con đường duy nhất nối hai thôn Ma Nà và Nước Bao đến trung tâm xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi có nguy cơ đứt gãy bất cứ lúc nào. Lũ ngập ăn hết đất sắt cái lề đường, làm người dân rất là hoang mang, và khi lưu thông trên đường thì làm cho người dân rất là sợ hãi. Sạt lở là khoảng chiều giờ là khoảng trên 100 mét, và chiều sau ta ly là khoảng từ 7 đến 8 mét. Thì ủy ban xã đã chủ động mà cắm biển cảnh báo và dăng dây mà thông tin cho mọi người dân là tuyệt đối là không qua lại cái đoạn đường nguy hiểm này. Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra, chính quyền địa phương đã dăng dây cấm biển cảnh báo người dân, nghiêm cấm các phương tiện có tải trọng lớn lưu thông qua đoạn đường này. Tình trạng sạt lở không chỉ ảnh hưởng đến giao thông đi lại mà còn khiến việc vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa của gần 300 hộ dân của địa phương này có nguy cơ tắc nghẽn. Đợt mưa lũ vừa qua đã gây hư hỏng, thiệt hại cho hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gần 100 tỷ đồng. Không chỉ riêng huyện Sơn Hà, nhiều tuyến giao thông ở các địa phương miền núi Sơn Tây, Trà Bồng cũng chưa được khắc phục.